Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong ngày và đêm nay 20 tháng 10, bộ phận không khí lạnh ảnh hưởng tới khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2, cấp 3, vùng ven biển mạnh cấp 4, cấp 5, giật cấp 6. Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh từ đêm nay ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi trời rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến là từ 19 đến 22 độ. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 16 cho đến 19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 14 độ. Với Trung Bộ, sau những ngày tạm giảm mưa và có nắng thì từ ngày 22 tháng 10, mưa có xu hướng gia tăng trở lại. Dọc các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế khả năng có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Mức nhiệt cao nhất ngày tại đây dao động quanh mức là 29 đến 33 độ. Lui xuống phía nam khu vực, các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, mưa ít hơn, phổ biến có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối. Ban ngày mưa giảm xen kẽ có nắng gián đoạn. Mức nhiệt cao nhất trên khu vực dao động từ 31 đến 34 độ. Ở phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong 3 ngày tới duy trì tình trạng có mưa dông diện rải rác. Ban ngày giảm mưa và trời nắng với nhiệt độ cao nhất trong ngày tại khu vực Tây Nguyên là từ 28 đến 31 độ, có nơi cao hơn. Còn tại Nam Bộ thì nhiệt độ là 31 cho đến 34 độ. Trên biển, trong 3 ngày tới, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa thịnh hành gió Đông Bắc cấp 5. Riêng vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông vẫn có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả quần đảo Trường Sa gió nhẹ, mưa chỉ xảy ra vài nơi, tầm nhìn xa thông thoáng trên 10 km. Bản tin thời tiết cuối ngày 20 tháng 10 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.